Ít nước không bay. Trả tổ lên. Bẹp ơi. Dạ. Có cái bịch đường một trong nó đem ra cho ba cái mau. Mình chi là ba. Mình chi thì mình đem ra đây. Lấy bịch đường mình chi đưa. Đưa đây. Trái bộ rạc đi. Chỉ có người thông minh như nghĩa được cách ní thôi. Chỉ có tâm táo tâm người coi chữ mà nghĩ được in rí thôi. Phá nước đường có tưới cho nghĩa. Phá nước đường tưới cho mía mía mới ngọt được. Sáng ba mày kêu con lấy bịch đường cho ba mày chia. À, uống lấy đường uống mình cái chi đấy. Hai cái đường tao mới mua được tết răng mà. Miếng bịch ba mày lấy mình chia hết à? Không, con là biết mau. Ông Vũ ơi. Hả? Ông răng mà. Ông răng mày cái mía da mía chi là đúng không hề? Mía da mía chi là răng. Răng mà mía bên da mù liên thì ăn tốt thế. Mà mía da mía răng mà tôi nói răng mà kiện mà bo mà tôi được cố lên thì nó ngon luôn. Hả? Mà hành cún hết. Kiện bò tư dưới cột lên tận đến ngon à? Ê, một bầy hành bò tư được cột lên tận đến ngon rồi mà hắn ăn cho mất thịt luôn. Rắn rồi hả? Mà bên nhà một liên đô thì tốt mà răng da miếng bị rắn nữa. Tâm mình đúng cách rồi thế này mà rắn mà kiện ăn được hả? Ủa mình kể chi? Thì ứng mía hành ngọt thì ta lấy đường ta phá ra để tựa cho mía hành ngọt lên chứ đi. Trời ơi, do ngươi là ngươi. Ngươi đi. Ông là ai về ông là lấy đường của túi mà ông. Mía mới ngọt ông lấy đường ông tựa cho mía nước à? Thì mía hành ứng ngọt thì tựa đường của chân ngọt chứ đi. Ông bị thay thế đi kìa. Ngươi là do bay lên lên. Do là do. Ai là do. Ôi chị nữa. Mình coi mía mà ứng ngọt ông đây ông hoa đường vốn là được đâu ông là tựa. Ôi tựa hết hai cái đường của tao luôn. Tuyên cù nhưng mà khóa tiệt chết rồi. Cái miệng ngon thì tưới đường bố đi. Ai mày ôm? Ai mày ôm rồi đi? Ai mày ôm ôm tưới đường bố này mía. Thôi. Mình đi cho mía mà kiến bò từ đuôi lên trên. Thôi được rồi, để mai con đắc ba mẹ đi du lịch chỗ đi. Đẹp lắm. Du lịch chỗ mô. Du lịch đời lên chùa Eco Stay. Dưới xuyên trật bố trật á. Dạ mày đi xe đạp à? Thì ô tô đi. Ô tô đi tao tao xe xe. Uống xe xe rồi uống rồi nha. Cái tôi uống là tôi phải lập chết là vậy. Thôi được rồi. Thuê xe ô tô đi à? Dạ. Đi cả gia lúc ra. Ừ đi. Đi đi mẹ. Còn nữa đẹp lắm. Đẹp chết trôi. Gia miêu mình một bữa đi du lịch luôn. Tôi cho ông đi du lịch về là ông để tay tôi. Anh là con phải gia được cái sự gì hết. Phải gia tao là người có chữ. Ông có chữ kiểu chi mà hai cái đưa mà uống hoa vô ông tưới nó mía rồi. Ai về uống rồi. Dạ ơi con xin xe. Hả? Con giọt. Giọt à? Dâu ơi. Tao ngồi xe đòa rồi. Lên tới với Ngọc ơi. Cha con bé chỉ mà chồng nữa. Ngôi sườn đẹp đi mà con say nữa. Trời ơi, mày đặt tao đi mua ri ha. Đặt bên tử rồi con một đoàn nữa mấy em. Ngươi dòng. Mấy bên tử đó bác. Đi trụng mắt đó nhỉ. Tao về đừng đi ô tô rồi đi xe máy cũng được. Ông nghỉ rắn mắng đi ô tô. Nhà thì con lên bốn đứa đi ô tô đi xe máy. Ông mà biết đi xe máy mà bắt tôi chờ ông à. Tao say xe đòa đấy rồi. Sáng về uống thuốc chịu uống vô. Rồi ra miếng có xe máy không mà đi. Nhà miếng một là xe đạp. Chỗ đi chỗ gì đây đi. Chỗ đi là lên chùa. Xuống xe con, xuống xe. Đến nơi rồi. Trời ơi. Có cánh tôi cong xuống không? Cái ghế đi mà ra mà xuống đi, đi đi vô. Rớt, phải xuống chú. Ốm biết gì hết, bảo lên. Đơ đơ ba mày con. Ôi dồi ôi. Con là cho đi du lịch mà ốm thiệt á. Đi mau lên ốm. Ốm lên ba. Tại vui vẻ được chắc ít đấy. Ừ.
sầu về à? Mùi về là 30.000. Sầu về à? Ừ. Mùi về 30.000 à? Mùi trả tiền nhưng mấy đứa. Là mấy tiền không? Là một vé 30.000. Sáu vé. Ừ. Sáu nhân 3 là 1.800.000. 1.800.000. Ờ. Ông tính có đúng rồi. Một vé 30.000. Là mấy tiền em? Dạ, của mình tất cả là 180.000. À, tôi quên. Ông đi ông ăn biết chữ. Dạ. 180.000 ha. Cả gia đình này. Ông ơi, tôi mang bộ này đẹp ông này. Gì? Bộ này tôi mang đẹp này. Thì mỏ mú ấy, ta nói rồi, đi mú là nói dây dỗ á. Cứ răng. Tao không biết tiếng mãi được. Tôi quên. Tôi quên mà vì đó là thiệt. Ai 6 nhân 3 bằng 180 ốm là 1.800.000 nọ. Thì ốm biết chữ nọ. Biết chữ thì biết rồi, phải ở với xem lưng. Thôi, tôi rút kinh nghiệm, tính là tôi không mẹt với ai nữa mà. Úi chào ơi, ông mà quên chi là được. Vô mặc lại đang hoa tôi gây. Đi tới mấy chỗ ní. Đi vào đây. Ủa mà cái chí mà không có túi đang trồn. Cho qua đây tôi. Ơ à. Ơ à. Ủa chí mà lâu nữa. Hả? Hình như sai sai. Ủa ngủ tiệt tiệt. Ba mi không biết đang mặc cái áo bẹp nữa. Ba mở cái gì ra. Xong ba lon trộn vô. Đó. Lon tay vô. Ổng là mặc áo quần thầy cũng là tai thôi. Là đánh chưa? Ừ. Chứ có cái cung này cái chi cho ba mới mang à? Mang được à? Có tí không? Ừ. Ổng chỗ tôi đẹp không? Ổng? Về là vắt đôi giày đi nè. Là đừng bên đi cái mặt mù là đừng có bối to tẹt phấn vô cái mặt đi nè. Ổng chỗ có mấy tôi đẹp cho ổng một đứa con kỹ đẹp chứ nè. Ôi trời ơi. Ủa đẹp hè. Hello bà con, lại là tôi đây. Lâu lắm rồi tôi mới quay lại review cho bà con coi bà con hè. Thì với cái dòng điều thầy cũng MC đam má của tôi, với cái dòng mà truyền cảm dành cho những người đã khuất, thì hôm nay tôi sẽ cùng đại gia đình ôm mù với 4 đứa vịt rơi nhà tôi đi du lịch ở Lên Chùa Eco Stay. Địa chỉ là Xuân Trạch, Bộ Trạch, Quảng Bình. Bà con nhớ lưu lại địa chỉ mai mốt mà đi hi. Cha huy ta nói rồi, miếng đã trá tốt một trò có tuổi đấy rồi mà mù vợ với đứa con kỹ, hắn cứ bắt thuê xe ô tô đi cho bằng được tên à. Ta nói tao xây xe bên à. Một là bay đi bộ mà hai nữa là đi xe đạp. Chơ ôi chào ôi rìa chế tôi bé ơi. Rồi tới nơi rồi ba con ơi. Để tôi nói qua về cái Lên Chùa ni cái đàng ấy. Lên Chùa Eco Stay ni là khu phức hợp đầu tiên, gồm vườn hoa đa dạng đầy các loài hoa như là hoa tam giác mạch, hoa sao nhãi, hoa hướng dương, hoa tủy điệp, hoa cúc, hoa cực lớn, hoa thùy địch, bông đăng tàu, vân vân và vân vân. Vô đây ba con chỉ mua vé với giá 30.000 thôi nè, là được chiêm ngưỡng, chắt in chụp ảnh, quay phim, được mặc các trang phục Việt phục hay là đồ của các vùng dân tộc khác nhau. Có hầm rượu ngay trong lòng hang động luôn, mà họ kêu là trống lên đá đó. Rượu ní thì ngâm hàng nghìn năm rồi. Tôi có hỏi cái thằng chủ ní, rượu ní ai ngâm cu? Hắn nói là cháu ngâm đó bác nè. Rượu mà tổ bay lên bay lừa tao à? Năm ní bay mấy chục tuổi mà bay hố hàng nghìn năm. Nói chọc cho ba con nghe vui rồi thôi chứ cái ní tôi chịu rồi đó. Đều rượu ní ngâm thì tôi thử uống nghe ngon. Ê, muốn nhà ngược. Nhà ngược cũng mà ngược hết. Ngược. Nhà ngược đảo ngược. Nhà ní ảo được mà. Ừ, dễ thương ấy. Nhà ai là bị đảo ngược. Ôi, quái vậy. Tôi hỏi tôi ngôi nhà hoang. Dạ. Ngôi nhà ở dưới đất. Ui, ông anh khoan. Con đi con con vết đó. Mẹ mẹ lời như con đi con vết răng mày. Không, đẹp lắm. Móc móc qua ba hỏi móc. Dạ bác. Cái chữ gì đây? Thử rượu miễn phí. Thử rượu miễn phí à? Dạ. Đi phố đi phố đi. Ba mi có rượu không? Ba đang có rượu ngoài rồi. Thế? Ba tủ rượu là sáng mai ngoài rồi. Này, uống mấy gì nữa nữa? Quá trời là đậm đà. Đi mô cũng bỏ được cái tình nữa. Ừ. Miễn phí đấy nè. Ừ.
nổi ngốn. Nổi. Đẹp hay? Đẹp mát. Cảnh đẹp ngốc hay? Mày mà có thằng mút rồi. Wow, anh mày. Ê, mù rồi, đi mút rồi. Có khu cà phê cả coi này, với thiết kế cổ xưa cũ, mộc mạc, đồ uống thì đa dạng. Khu nhà hàng thì ngay trong khuôn viên, với các món ăn mang dấu ấn ẩm thực địa phương. Khu lưu trú với bể bơi thì được bao quanh bởi núi rừng hùng vĩ, thiết kế gần gũi với thiên nhiên đẹp mà còn tinh tế nữa. Có vườn thú như ngựa, cừu, thỏ, kim sóc, ứng con mô là mần thịt con này. Cái này là do tôi thèm, tôi nơi hoàng cho bà con nghe để thôi chứ tôi cũng không biết nghe. Bà con vô đây được cười ngựa, lùa cừu, chụp ảnh ngắm cảnh cùng vườn hoa. Xu hướng là xe hoa, làng hương, bú trén, bú dây điện chứ đây của mấy đứa thanh niên cho tổ hơn lên tàu chiếu bấy đó. Đẹp hay? Đẹp. Thôi đi con hẻ đi. Dạ. Đi ra đây. Ôi, ông không? Hả? Rồi ông đi đâu cầm bỏ hương để làm chi nữa? Cầm về thập hương tế chích rồi đợi mua tốn tiền chứ thế. Ôi cha ơi, trời ơi, cái đi họ mình đổ giả đấy lắm, trả lại cho họ. Đi bố trồ cái chứ cùng lấy của họ. Đi con, đi ra đây. Đẹp hè. Rồi đẹp chứ đẹp. Không phải thiệt rồi bế. Quay review chi tiết, nói chung là mà nói tóm lại ngắn gọn, nói một câu cho vuông đi. Ở đây đẹp lắm ba con ạ. Vé vô chụp hình tôi nhắc lại là chỉ có 30.000 thôi. Thôi thì năm mới chúc ba con an khang, gặp nhiều may mắn. Chắc có khi đây là clip cuối cùng của năm ni tôi review cho ba con coi rồi đây. Tôi cũng có ứng rửa mô đều thôi, nói lui nói lại mà chẳng ngại nói xa. Nói ra thì cùng tôi mà thôi cũng kỳ. Thôi chúc ba con có clip vui vẻ nghe. Hay thì nhớ like và chia sẻ cho tôi với. Cảm ơn ba con. Đây này, đây này. Này, này cả con là ba hỏi này. Con nghĩ là cả con là có đứa muốn ăn cứt ngựa chưa? Chưa. Được thế. Ủa, hỏi tào lao này. Sau đây là để ba phát biểu được cái đàn ấy chứ. Ừ. Sau một thời gian thì chúng ta là đi du lịch quen kia, tham quan các điểm cũng như trải nghiệm, chụp ảnh tất cả các cái địa điểm của trong khu vực khu du lịch sinh thái Lên Chùa. Thì hôm nay là chúng ta sẽ thưởng thức có ba cái mâm ẩm thực. Mâm thứ nhất là mâm mẹ gà nguyên con, còn với xôi mâm ní là trị giá là 290 đấy này. Đó nè, là 290 ạ. Là mấy đứa bấy là tí tí nữa là ăn chắc là cái ní thôi này. Ăn chắc dưa chuột với là vong tôm này, con gà là để bán cho. Ăn con gà nhiều là đau bụng đó. Để bán gà cho. Đó nè. Cái hai nữa là chả cá. Cái mẹt đi là 200.000. Đó, rửa đi cái trống cái mẹt 200.000 đi ạ. Là bốn đứa con là ăn rau này, với là ăn rau chấm với là cái gì đấy là mũ
Nước tương. Nước tương thế nè. Con cá này để bà ăn. Con cá này ăn được mà. Con cá để bà ăn cho. Ừ. Còn cái mâm này. Cái mâm này nè. Ô cẩn thận. Cái mâm thì giá 700.000 này nè. Là cả con tự do ăn. Vậy như là kiểu ăn rau, vậy là ăn chính thôi. Con cá với thịt là để bà ăn. Giờ cả con là đừng ăn thịt con đi, nhất là con đi béo như con lớn nó ăn một bữa. Con đi nữa. Được rồi, bỏ ra đó, đó. Ừ, ba giới thiệu xong rồi. Thì đứa mô ăn rau được thì ăn, chứ hạn chế ăn thịt là cái béo. Con đi là bón này, ăn thịt được này. Thôi, ăn chúng ta ăn đi. Bỏ chè ăn đi con. Ừ. Chuối ở đây ngon mùa. Chuối ngon à? Cái miếng chả cá lóc nó ngon đúng không? Ăn đi. Ngon. Thế để bà ăn thử, có thử có in trắng đần à? Ăn có gì bà ăn thử, có thử được cái đà. Quá cháu ơi, hành nào con gà mà ngọt. Đây đi, ăn đi rồi chém đó. Ngon, này. Lấy cho em mới chém không? Ừ, ăn à? Đi. Con ăn đi, ba nói đấy chứ con ăn đi chứ con hoàng kiếm nữa. À, bà buộc cho ba con cá ngọt. Ta đã chạy đây. Chà ta ăn tay quen rồi, con cá này là con cá suối. Con cá này là con cá suối này. Được suối mà suối thôi nên rủ tên rừng rồi nè. Chứ không phải là nên ròn mà. Thơm thiệt. Giòn rụm ống hè. Ngon. Nó cá. Cá suối có khả năng thơm 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 ngưng không? Suối ngon. Sẵn à, ngọt ngọt. Mới sẵn cho ba cái cục thịt lên bàn nó cái. Sẵn cho ba cục thịt lên bàn nữa. Cục thịt lên bàn có khả thiệt, ngon thật. Mua sẵn cho tôi cái cục kia. Tôi ăn rau đi. Hả? Tôi ăn rau đi. Người ta có thịt mà nên phải ăn rau. Tôi cho ông ăn rau và chả cá đi, ngon. Chả cá lóc nó ngon lắm. Ngon lắm. Ủa cháu ơi. Ngon lắm á.